Hello, xin chào tất cả mọi người. Không biết mọi người cái file ghi âm này mọi người đã nghe chưa? Nội dung của cái file ghi âm này là cuộc nói chuyện giữa ông Võ Hoàng Yên và một người được cho là mạnh thường quân của ông Võ Hoàng Yên. Xây dựng cái cổng chùa ở bên Mỹ cũng do một nhân chứng đã gọi điện cho bà Nguyễn Phương Hằng. Mặc dù đã không theo ông Võ Hoàng Yên cách đây 3 năm rồi, trong cái phần ghi âm này nó sẽ có rất nhiều những cái khúc mắc. Và mình sẽ giải thích ngay trong cái đoạn ghi âm đó. Và cũng mong tất cả các bạn để lại những cái ý kiến phản hồi về cái đoạn ghi âm này. Và chúng ta sẽ cùng đối chiếu cái đoạn ghi âm đó với cái cuộc gọi của bà Nguyễn Phương Hằng nói chuyện với một cái thầy chùa ở bên đó, cũng là một nạn nhân của ông Võ Hoàng Yên, xem nó có trùng khớp với nhau không nhé. Xin mời tất cả các bạn. Tu La Thiện Huệ đó là cái chùa Hưng An Tự đó. Dạ. Cái chùa Hưng An thờ bồ nãy cô đưa lên đó, là ông làm tôi dính vô đó cô, bây giờ tôi phải nằm ô một đống rồi đó, cắn lử luôn đó. Trời ơi, lấy tên tôi ra, bây giờ đâu có làm sao, bây giờ lỡ làm chùa rồi bây giờ ông lại đi bán. Dạ. Ông biết không? Dạ. Rồi để tôi, dạ tôi đi làm mấy năm nay, tôi bỏ ông là 3 năm nay rồi, tôi không đi nữa. Dạ. Tôi cho biết ông lượng gạt tôi 50.000 đô luôn đó, người ta cúng dường cho cái hàng gào phải không? Dạ. Tôi dẫm lên Chicago lấy. Lên trên đó cái cô đó, cô Hiếu, cô đưa tôi nói thôi, cái chùa tôi đã hiến cho ổng thì tôi chỉ đi ông chủ trì tôi coi thôi. Thì cô chút đưa cho ổng đi, ổng với Thiện Thành ở dưới lầu á, đưa tôi không lấy tiền mặt. Tôi không lấy, tôi đưa cho ổng đi, chừng nào đi về tới Hiêu Tân á thì ổng cũng đưa cho tôi thôi. Đó, cái trong khi đó đưa đàng hoàng ở chờ thì tôi sáng lên về. Lên máy bay tôi tưởng là đưa ổng đưa lên cho mình, trong khi tôi làm hàng rào. Làm cái cổng không là 72.000 đó cô. Dạ. Cái hàng rào 50.000 đó. Dạ. Trời, không có tiền. Kêu tôi làm đại rồi đàng hoàng tiền đâu. Nó ổng nói con với làm đi rồi nữa thầy qua vài lần là có tiền trả. Còn cái cô kia mới cho nó 50.000 lên chỉnh lấy. Lấy xong ở trên cái đàng hoàng về lên máy bay, ổng nói. Ông dặn nói con đừng đầu người ta nè. Tại vì nó cô người ta hứa lên đây lấy mà tao không đưa mình thôi. Tao không cho thôi, đừng có đầu người ta. Mình nói trời đất ơi, cái cô kia đưa mình một cọc tiền mình. Mỗi đồng lấy mình kêu đưa cho ổng mà ổng nói gì. Biết không? Có nghĩa là ông lấy, ông lấy nhưng mà ông muốn nói là không có lấy đúng không? Dạ, yeah, như là cái cô kia đó không có đưa. Nhưng ông đừng kêu tôi, đừng có hỏi được cái cô đó, hiểu không? Dạ. Đó. Dạ, yeah, tôi nói trời ơi, cái ông này mánh, bắt đầu làm mình thấy, biết ông này mánh mình rồi, biết không? Dạ. Mà từ đó tôi không đi theo ông nữa đó. Có nghĩa là cái cô kia đưa ông ém luôn, là ông biểu đừng có hỏi cô kia đúng không? Dạ, 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 dạ. Hiểu rồi. Đừng có hỏi ra bể. À, hằng hiểu rồi. Trời ơi, ghê thiệt. Anh có Quan Hỷ ha, Quan Hỷ để tôi ghi âm cho đây mọi người không hiểu mà nói tôi ăn gian trận tiền là kẹt cho tôi. Không không, cái đó là con chỉ muốn hỏi thầy cái câu của chú Huệ từ máy bay từ Chicago từ nhà con bay về đâu đó. Chú hỏi chú Huệ. Nói cái câu đó không? Chú Huệ có hỏi tôi là anh Huy còn hứa 50.000 có cúng không? Thì tôi lúc đó là tôi nói lúc đó đang làm cái cổng. Thì tôi nói rằng lúc này anh Huy ảnh đang công việc của ảnh chưa có suôn sẻ, tức nghĩa là công trình chưa suôn sẻ, chưa nhận được tiền thì thôi mình đừng có hỏi. Tôi có nói với chú Huệ vậy đó. Nhưng đối với anh thì anh à, nói với, đối với anh thì anh hứa 100.000 là anh hứa tròn chỉnh luôn. Và nếu như cái ngày mà mua đất đó, cô Diệu Hạnh và chú Huệ mà nhận 100 thì anh đưa đủ 100 luôn. Nhưng mà vì sao? Vì cái ngày đó ở bên phía anh Hiếu qua bên Cali chữa bệnh thì anh Hiếu ảnh phát tâm là đã đủ tiền mua đất rồi, cho nên cô Hạnh bảo rằng nên lấy 50 thôi là đủ, không cần lấy thêm. Cô Hạnh có tánh tốt vậy đó. Thì coi như chú Huệ cứ nghĩ rằng mình hứa 50 còn hứa 100 vậy là còn nợ 50. Thì anh Huy mới phát tâm là xây cái cổng tam quan. À, sẽ đưa thợ qua xây, nhưng mà cuối cùng á thì cái công việc bên kia đang công nhân bên kia đang không kịp cho nên chưa đưa qua, thì chú Huệ thuê người làm. Yeah. Chú Huệ đồng ý không? À anh đồng ý không? Có, à, đó 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 đúng rồi. À, anh cho phép tôi ghi lại là tôi mừng rồi đó, chứ để thôi anh ta hiểu lầm tôi, tội nghiệp tôi. À, như vậy cái gì đúng là đúng thầy, con nói với thầy nếu mà thầy không có nói cái câu đó từ trên máy bay là con nói ngay cổng okay. Nói ngay cổng luôn, chú Huệ có hỏi thầy ngay cổng luôn, thầy xác nhận chú Huệ có hỏi ngay cổng chùa bên
ngay cổng chùa luôn. Dạ, ừ. Okay. Cái ừ. câu đó là còn chú Huệ nói là trên máy bay thì chú Huệ, ừ. con không cần hỏi chú Huệ nữa, con đã nghe từ thầy rồi, con rồi. Không hỏi nữa. Rồi, à, muốn hỏi cũng được, muốn hỏi cũng được chứ, phải xác minh chứ, mình nói gì mình phải xác minh chứ. Rồi, vì vậy cho nên anh hứa cũng như vậy mà vì cô Huệ, cô Diệu Hạnh với anh bên đây mua đất là đã đủ tiền rồi cho nên không nhận nữa chứ không phải là anh không cúng 50 còn lại. Dạ, dạ đúng thầy. Chính xác ha, đó anh là anh giữ chữ tín, tôi biết anh, tôi gặp anh, kể cả anh về Việt Nam anh hứa cúng cái gì là anh đã làm hoàn tròn nhiệm vụ mà, tôi xác nhận luôn nha, khỏi cần nói lại nữa ha. Ừ. Tôi đã xác nhận luôn rồi, nếu như ghi âm này mới mốt mà anh có nghe thì tôi cũng đã xác nhận rồi, những gì anh hứa ở Việt Nam anh đã thực hiện rồi luôn, được chưa? Đúng. Ừ, rồi nha, không cần hỏi đi hỏi lại nữa ha. Ừ. Không cần thầy, bây giờ chỉ có cái câu thắc mắc đó là con rồi rồi thầy là xong rồi đó. Thầy dạ, trả lời là chú Thiện Huệ có hỏi thầy, nhưng mà hỏi ngay cái lúc làm cổng như vậy là lúc đó anh đang khó khăn vì công ty của anh, công nhân của anh đang làm công trình chưa xong, đúng không ạ? Dạ đúng. Ừ. Dạ đúng. Ờ, thì chú Huệ có hỏi thầy không có. Dạ. Tôi nhỏ tuổi hơn các anh, tôi đáng tuổi em cháu mà các anh gọi tôi bằng thầy thì tôi phải nói cho thật chánh ngữ chứ không có nói dối được. Thầy nói đúng, chú Huệ chỉ nói sai một câu là chú Huệ nói từ trên máy bay thầy nói câu đó chứ không phải ngay cổng. Hỏi ngay lúc làm cổng. Thì là thầy nói là lúc làm cổng, còn chú Huệ thì nói trên audio trên YouTube là chú Huệ trên máy bay bây giờ từ Chicago. À, cái đó thì cái đó bây giờ hỏi ở đâu đi nữa thầy xác nhận là chú Huệ có hỏi đi. Bây giờ mình chuyện nó 4 năm 7 năm mà nhớ làm sao phải không ạ? Dạ đúng. Dạ đúng. Bây giờ chỉ cần xác nhận là có hỏi. Có hỏi, nhưng mà hỏi ngay cái lúc làm cổng, lúc đó là đang xây dựng cổng. Dạ đúng. Ờ, mà anh thì hứa qua làm cổng nhưng vì công nhân nó kẹt, công nhân làm công trình chưa rồi. Dạ đúng. Rồi chú Huệ lại mướn thì tôi mới nói rằng thôi cái lúc mà người ta công nhân đồ người ta chưa ổn, mình người ta mặc dù có hứa cúng nhưng mà anh Huy hứa cúng là anh uy tín lắm. Cái gì ông hứa ở Việt Nam là ông thực hiện rồi. Yeah. Nhưng mà cái này anh chậm, chú Thiện Huệ chậm đi, đừng hỏi ngay lúc này kỳ lắm, vì người ta công nhân người ta đang công việc chưa rồi, mình hỏi kỳ lắm. Tôi dặn vậy đó, đó là tế nhị mà, cái chuyện tế nhị mà. Vậy thì cuối cùng chú Huệ lại thuê người. Anh hiểu câu chuyện không? Trời, câu chuyện mà thầy mà nghe ai nói là con ai vui với chú Huệ là cái chuyện đó là không có nha. Con từ trước giờ chưa bao giờ nói chuyện với chú Huệ bằng phô về tâm sự, con chỉ gặp chú Huệ là chú Huệ xe hai. Anh nhà con xe hai thôi chứ chưa bao giờ ngồi xuống bàn bạc để tâm sự cái gì với chú Huệ hết. Ừ. Vậy thì cái việc này thầy anh cho phép tôi gửi qua cho Thiện Thành, Thiện Dũng cho nó cùng biết nha. Dạ được thầy. Con người là thẳng nói thẳng, con sợ gì thầy gửi qua gửi đi đâu con chấp nhận hết. Xác nhận Dạ con có được sự hỏi của thầy, còn ai đang bất cứ gì là chưa người nào hỏi con, người nào hỏi con thì vậy con thì cái đoạn này nếu có anh em mà nó có gửi đăng là anh cũng cho phép đúng không? Dạ đúng. Rồi rồi, vậy thầy được rồi. Rồi. Có nghĩa là anh vẫn thực hiện những gì anh hứa ở Việt Nam, anh hứa cúng chùa ở Việt Nam hay là cúng làm cái gì phúc lợi ở Việt Nam là tôi xác nhận anh đã thực hiện xong hết. Dạ đúng. Rồi, còn cái bên cổng chùa đó là anh cúng có 50 là lý do gì? Cúng 50 là tại vì bữa đó anh đưa luôn 100 nhưng mà tại vì đủ tiền mua đất rồi. Dạ đúng. Như vậy thì thầy không có, như vậy thì thầy không có ôm 50 ngàn đó về Việt Nam. Yeah. Những gì ở Việt Nam là anh hứa là anh đã thực hiện rồi. Yeah. Còn ở bên đó chú Huệ hiểu lầm rằng là 100 ngàn đó tôi lấy 50 đi về Việt Nam là không hợp lý đúng không ạ? Cái đó là chú Huệ nói chứ con không chưa bao giờ nói cái câu đó. Con chỉ biết là cái 100 ngàn đó là vô cái chùa ở Houston. Cái đó là thầy đã xác nhận đúng không? Ừ, xác nhận nhưng mà anh đưa 50 để mua đất. Cái phần còn lại á là anh đưa sao và anh làm anh chỉ xác nhận giùm tôi là có đưa 50 ngàn mua đất ở bên Hilton ha. Có. Ừ. Rồi phần còn lại á là cô Hiếu cũng có phát tâm là cái phần nào ở Việt Nam mà anh hứa là cô Hiếu cũng làm hoàn thành luôn. Vậy thì dạ. Xác nhận rõ hết rồi ha anh Huy ha. Dạ, nhưng mà cái nào
nó đi đâu, còn bên nói thẳng với thầy là, à, thì là cái đó. Anh rất nói thật, có gì đâu thật cái đó. Nhưng mà anh hỏi lại mẹ mẹ của anh ha, cô Diệu Hiếu làng hoàng. Vì vậy cho nên anh không thể nào nói tôi lấy 50 đem về là tức là anh đã giết tôi rồi. Có hiểu không à? Bây giờ nói thầy mang 50 mà đi về nha. À, rồi. Của thầy, rồi. Nói trên máy bay có đúng hay không? Thiện Huệ có hỏi của tôi nhưng mà không biết hỏi ở đâu mà tôi nhớ ngay lúc làm cổng. Hiểu không à? Vì chính mình chú Huệ nói coi cái câu đó trên audio trên YouTube là từ chiếc máy bay bay từ Chicago về. Thì tôi xác nhận là Thiện Huệ có hỏi tôi nhưng mà không biết hỏi ở đâu mà tôi nhớ lúc đó đang làm cổng, nghe rõ chưa? Dạ nghe. Và không thể nói tôi mang 50 ngàn về được vì tôi không có mang, 50 ngàn đó tôi không có mang, hiểu không à? Dạ, cái đó thì đúng, bây giờ cái câu chuyện nó mới tạo ra là má già con nói. Đúng rồi. Cái mũ rồi, còn cái phần 50 thì con không có nói. đúng rồi đó, tức là hiểu lầm ở chỗ đó là vì cái phần của anh hứa cúng ở Việt Nam riêng, đúng không nè? Cô Diệu Hiếu cũng toàn tâm toàn ý cúng ở Việt Nam riêng là lúc đó anh về là lúc đó chưa gặp Thiện Huệ, nhớ không? Đó thì khi sau khi qua đó mới gặp Thiện Huệ, anh mới tới nhà Thiện Huệ gặp tôi. Anh về Việt Nam anh phát tâm 20 ngàn, anh leo lên chỗ mà cái sân cái móng của chùa anh hứa 20 ngàn, nhớ không? Sau đó anh mới qua gặp Thiện Huệ tại nhà Thiện Huệ, đúng không? Rồi anh mới phát tâm 100. Thì phát tâm 100 thì lẽ ra ngày đó anh đưa luôn 100, nhưng mà vì cô Diệu Hạnh và mọi người thấy đủ tiền mua đất rồi nên không nhận nữa, mới nhận 50 của anh. Cho nên đừng có nói là tôi lấy 50 đem về tội cho tôi, nghe không? Người ta chửi tôi chết mà trong khi tôi không có. Con không có nói thầy mang 50, cái câu đó con không bao giờ nói. Rồi vậy được rồi, tôi chỉ xác nhận bao nhiêu được rồi. Rồi vậy thế ha, vậy thì anh Quang Hỷ, cái này anh thứ nhất là anh gợi ý cho tôi phép tôi là ghi âm để anh em huynh đệ và mọi người hiểu rõ ha. Dạ đúng rồi, vậy là cho hỏi con ai mà chưa hỏi con mà đăng là người đó phải sai. Rồi vậy thì thầy cho thầy gửi cho anh em huynh đệ, nếu nó có đăng thì anh cũng Quang Hỷ đúng không? Dạ đúng. Rồi vậy rồi, được rồi, tôi cảm ơn anh nha. Anh Huy anh hiểu rõ lại, thầy mừng quá trời luôn chứ, để tôi hiểu lầm chửi thầy. Sao năm nay thầy xui quá, ai cũng hiểu lầm chửi thầy hết trơn.